AK sớt thì anh em video review Exciter 150 phần nhanh sau, tháo bỏ xi nhan zin, lắp đặt combo bao gồm vòng led bít lỗ xi nhan kết hợp gù led bigrip bít. Xi nhan zin sau khi các bạn tháo rời ra sẽ để lại một khoảng trống. Mình sẽ tiến hành lắp đặt một vòng led bít lỗ xi nhan, bít hoàn toàn cái lỗ trống trên xi nhan zin để lại, và kết hợp bên ngoài là phần xi nhan led bigrip bít. Và đây là hình ảnh sản phẩm khi chưa lên đèn. Phần màu sắc của dòng led và màu sắc của led xi nhan bigrip bít các bạn có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt, trong các màu trắng xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng. Khi bạn mở chìa khóa xe, hai vòng led sáng. Và trên video bạn đang xem, bên trái sẽ là vòng đỏ và bên phải sẽ là vòng xanh. Các bạn lưu ý là màu sắc led các bạn có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Và đây là toàn bộ sản phẩm vòng led bít lỗ xi nhan. Các bạn thấy rõ là che hết toàn bộ lỗ xi nhan zin để lại sau khi các bạn rút xi nhan zin ra. Thế sản phẩm có tên gọi là vòng led bít lỗ xi nhan sau. Khi các bạn bật xi nhan bên nào, bên đó vòng led sẽ đá màu với xi nhan led bigrip bít. Và các bạn đang xem trên video bên trái, vòng led màu đỏ đá màu với xi nhan led bigrip bít màu xanh dương. Và đây là hình ảnh sản phẩm xi nhan bigrip bít nhìn từ bên hông. Các bạn lưu ý là phần màu sắc led của xi nhan bigrip bít các bạn cũng có thể tùy chọn màu khi lắp đặt. Và các bạn nhìn từ bên hông hay nhìn từ phía sau đều thấy rõ hiệu ứng đá màu khi xi nhan, giúp cho các bạn lưu thông được an toàn hơn khi xin chuyển hướng lưu thông trên đường. Khi bạn tắt xi nhan sẽ trả về hiệu ứng vòng led bít lỗ xi nhan sáng. Tương tự ở phần xi nhan còn lại, bên đây sẽ là vòng led bít lỗ xi nhan xanh dương đá màu với gù xi nhan led bigrip bít màu đỏ. Các bạn xem rõ, đây là nhìn từ phía sau và đây là nhìn từ bên hông xe. Đây là hiệu ứng đá màu nhau ghi xi nhan. Khi bạn tắt xi nhan lúc này trả về hiệu ứng đờ mi của vòng led bít lỗ xi nhan. Vừa rồi là phần xi nhan sau, tháo bỏ xi nhan zin, lắp đặt combo bao gồm vòng led bít lỗ xi nhan kết hợp với gù led nhanh sau bigrip bít đá màu nhau khi xi nhan. Kế đến là phần đèn hậu với hiệu ứng nháy F1. Khi các bạn mở chìa khóa xe, đèn hậu sáng như zin. Khi các bạn bóp thắng và các bạn đạp thắng, lúc này hiệu ứng nháy F1 ở chế độ stop của xe. Và các bạn một phần lưu ý nữa là tốc độ nháy khi stop các bạn phải tùy chỉnh nhanh hay chậm theo cầu khi lắp đặt. Các bạn đang xem trên video lúc này là hiệu ứng led nháy stop F1. Và đây là hình ảnh rõ nét phần xi nhan led gù sau bigrip bít. Video review Exciter 150 với phần nhanh sau, tháo bỏ xi nhan zin, lắp đặt combo led gù bít lỗ, lắp đặt combo gù vòng led xi nhan sau kết hợp gù xi nhan sau bigrip bít đá màu nhau khi xi nhan, đèn stop hiệu ứng led nháy stop F1. Sản phẩm được thực hiện bởi AK Shop.